Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bì cuốn chay nha. Một món chay mà mình thấy ai cũng đều thích ăn, vừa dễ ăn nè, dù là mình ăn chay hay là ăn mặn gì, ăn cũng đều thích hợp luôn. Một món bì cuốn hay là bún bì. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Ở đây đầu tiên mình chuẩn bị khoai lang. Phần khoai lang này thì tùy các bạn. Ở đây thì mình dùng 3 loại luôn á, cho nó đủ 3 màu cho nó đẹp. Nửa ký khoai lang đã gọt vỏ. Bên đây một cái củ sắn vừa vừa thôi ha, mình cũng gọt hết phần vỏ luôn. Tàu hũ thì mình mua cái loại chiên sẵn 5 miếng. Còn bên đây là 3 muỗng canh thính gạo, có thể mua sẵn. Trước hết thì mình sẽ xắt cái củ sắn ra. Củ sắn thì không có cần phải xắt cho nó mỏng quá, mình xắt vừa vừa thôi vậy nè, để chút nữa mình đem đi chiên. Tiếp theo là mình bào sợi cái khoai lang. Đây là khoai lang màu cam nè, đủ 3 màu luôn á. Mỗi một loại khoai thì nó có tinh bột khác nhau ha, mình trộn đều lại luôn. Chút nữa mình chiên lên, nó ngọt ngon và thơm nữa. Đây, mình bào xong rồi nè, nhìn đẹp quá ha, 3 màu trộn lẫn với nhau á. Rồi, để yên bên đi ha, cho nó khô ráo. Các bạn đừng có cho nó ướt nước nha, cho nó ướt nước một chút nữa mình chiên nó lâu vàng lắm á. Chiên tàu hũ trước ha. Tàu hũ này mua đã chiên sẵn rồi, nhưng mà mình phải chiên lại cho nó giòn ở bên ngoài á, cũng là cho nó chín thêm. Người ta chiên thì chỉ là chiên sơ thôi à. Còn nếu các bạn mua tàu hũ trắng về mình chiên cũng được nữa. Tiếp theo là thả cái phần củ sắn vô mình chiên luôn. Chiên cho củ sắn nó vàng hai mặt cũng như là nó chín ở bên trong thì mình chiên lửa vừa thôi ha, để thôi nó bị khét á. Rồi các bạn cứ để yên mình chiên cho nó vàng rồi mình trở bề. Chiên được hồi thì củ sắn nó vàng đều hai mặt vậy nè. Cho nó vàng đều, nó chín hai mặt. Chín đều rồi thì các bạn vớt nó lên nha. Phải mình để lửa nhỏ vừa vậy nè, nó mới chín kịp ở bên trong. Không thôi là nó chín áp ở bên ngoài mà ở trong củ sắn nó chưa kịp chín thì nó cũng không ngon. Vớt lên hết rồi để cho nó ráo dầu. Tiếp theo mình thả khoai lang vô chiên. Khoai lang thì các bạn thả vô từ từ thôi ha. Mình chiên chút bắt đầu nó vàng nó chín vậy nè. Lúc này thì nó giòn rụm luôn, mà nó tụ thành những cái cục nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi cũng vớt nó lên rồi để cho nó ráo dầu. Khoai lang chiên lên nó thơm lắm. Thả vô tiếp. Nửa ký này là mình chia ra làm 4 phần để chiên á. Chiên từ từ vậy nè nó mới chín đều. Phần khoai đã chiên xong hết rồi, các bạn cho hết vô trong cái thau lớn. Giòn rụm luôn á. Củ sắn thì đợi cho nó nguội bớt, các bạn sẽ xắt sợi nhỏ nhỏ. Xắt cho nó đều á. Để chút nữa mình trộn chung với khoai lang á, nó sẽ đều và nó ngon hơn. Tàu hũ mình cũng xắt sợi ra nhỏ nhỏ luôn nha. Chiên nó vàng đều vậy nè, nhìn nó ngon quá. Chấm với tương ớt cũng hấp dẫn nữa. Xắt xong rồi để vô thau luôn. Mình sẽ bóp sơ cái phần khoai lang này ha. Nó giòn á, các bạn bóp sơ nó cho nó nhỏ ra. Tại vì hồi nãy lúc mình chiên nó bị đóng lại thành cục á. Mình bóp bóp nó ra vậy nè, cho nó đều, chút nữa mình trộn đều hơn. Củ sắn nó cũng ngọt nè, mà khoai lang nó cũng ngọt nè, và nó giòn rụm nữa. Cái độ ngọt tự nhiên thì mình làm nó sẽ ngon. Thêm tàu hũ vô nữa. Mình làm cái món bì này, đây là cái cách làm truyền thống hồi xưa giờ luôn á. Mình thêm vào trong này 1 muỗng canh đường. Rồi thính gạo mình rang lên thì mình cho vào. Thích thơm nhiều thì cho 3 muỗng canh. Còn các bạn không có thích nhiều thì mình dùng 2 muỗng cũng được. Hoặc là thay bằng cái đậu phộng rang rồi cái mình đập cho nó dập dập trộn vào cũng ngon nữa nha. Tùy theo sở thích của từng người. Riêng mình thì mình thấy cái cách làm truyền thống là làm với thính thì nó ngon nhất. Trộn cho thật là đều rồi mình để đây cho nó thấm gia vị. Bây giờ mình đi pha phần nước mắm chay. Mình có là 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước tương đậm,
thêm nước nóng cho nó tan đường nha. Rồi chanh hay là tắc hay là giấm thì mình cho vào tùy thích. Khuấy đều lên cho phần đường này nó tan để có được cái chén nước mắm chay. Cuối cùng là cho ớt băm, thích ăn tỏi thì cho vào, còn không thích thì bỏ qua. Vậy là được chén nước chấm chay ngon rồi đó. Ăn cùng thì mình có là cải xà lách nè, rau thơm các loại. Rửa sạch xong rồi các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ nha. Thì mình xắt càng nhỏ mình trộn vào khi mà mình cuốn nó đều và nó ngon lắm. Các bạn đừng có để nguyên mình cuốn nó không có ngon đâu. Để cuốn bì thì mình dùng đây là cái bánh tráng nè. Bánh tráng này là cái loại bánh tráng mặn vuông làm bằng gạo á. Thì các bạn tìm mua trong chợ nha, nói đây là bánh cuốn bì. Còn tìm không có cái này thì các bạn dùng cái loại bánh tráng gạo dẻo mà lạ cũng được nữa. Mình quét sơn lớp nước mỏng để cho cái bánh tráng nó dẻo, mình cuốn nó không có bị rách nè. Và cái bì của mình để cả ngày nó không bị khô nữa. Trước hết á, thì mình sẽ cho cải và rau lên ha. Và mình cuốn cho nó gọn gàng lại xong rồi hãy cho cái phần nhân lên. Các bạn dàn cho nó đều ra. Rồi túm lại, mình dùng hai miếng bánh tráng á, nhập lại á, cho nó dày để cuốn nó không có bị bể. Rồi cuộn lại. Cuộn đến đâu á, thì có bánh tráng dưa các bạn sẽ lắp nó lại đến đó nha. Làm vậy thì cái chiếc bì của mình nó gọn gàng, nhìn nó đẹp và nó đều hơn. Và nhớ cuộn cho nó chặt tay. Vậy là xong rồi nè. Các bạn làm lần lượt nha, cho đến hết bì. Mình cuộn xong rồi nè, các bạn được bao nhiêu đây nè, rất là nhiều ha. Ăn cùng á, là mình có đồ chua củ cải nè, chấm cùng nước mắm cho nó ngon. Cuốn bì vừa ngon mà cầm lên nó mềm tay, nó không có bị khô cứng á. Rồi bây giờ mình sẽ xắt nó ra. Bì cuốn á, thì thường các bạn sẽ cuốn với bánh tráng mà nó lớn á. Cuốn xong rồi cái mình xếp nó lại rồi bọc ở bên ngoài thêm một miếng bánh tráng nữa để khi mình cắt nó không có bị rời rớt. Rồi á, để mình để cả ngày bánh tráng nó không bị khô. Hoặc là không có quấn cái bánh tráng ở bên ngoài á, thì các bạn lấy cái bọc á, mình buộc nó lại ha, cho vào trong cái bọc, không có bị hư đâu, cũng không có hao em. Ăn cùng á, thì mình có thêm chút xíu đồ chua thì ăn nó mới hấp dẫn. Chấm vào, rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn nha. Ngon lắm á. Dù là ăn chay hay là ăn mặn gì thì cái món này đều hấp dẫn luôn, ai cũng thích ăn. Mình chấm nguyên cuốn vậy nè nó mới ngon, rất là ngon. Ăn một lần chắc một chục cuốn này luôn cho nó no bụng mà không có bao giờ bị ngán. Bì cuốn chay thì mình thấy ai cũng làm được và dễ dàng, vừa thanh đạm vừa ngon bổ dưỡng nữa. Làm sẵn vậy nè, các bạn có thể ăn với bún bì hoặc là mình cất vào trong tủ lạnh luôn. Khi nào ăn mình đem ra mình cuốn là ăn à. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video ngày mai.